Mọi người ơi, hello chào anh em ha. Thì hôm nay như vlog trước á, mình có nói là mình sẽ giới thiệu cho anh em biết về cây X1 nó như thế nào. Thì hôm nay mình quay cái vlog này là mình giới thiệu cho anh em biết cây X1 nó khác cây của Sirius như thế nào ha. Thì đầu tiên thì nó sẽ giống như cây S 2010 hoặc là 2011, nó có đi kèm cục tạ nè các bạn. Đây, cục tạ nè, mình nói như kiểu giống như cục tạ nai 110 gì á. Tạ nó là hai phần ghép lại ha, rất là nặng ha, nó không có như cái ba càng của mình mà nhẹ hiệu đâu, rất là nặng. Rồi đây là phần nhông trước của nó nè. Nhông trước nó sẽ có cái mã là 5IVW, tức là cái mã của chiếc X1 đó các bạn. Rồi đây là cái then, còn gọi là cái chốt á, mình gài vô trong cái phần chốt của cây dên đó. Thì cây dên này đặc biệt là thì bên trái đây nè, phần này nè, phần mà chỗ gắn nhông đề thất đề nè, thì nó cũng giống như Sirius mình thôi, nó chỉ khác cái phần bên này nè. Thì thay vì phần bên này mình là bên kia một cái chỗ để nó gắn cái ba càng vô, thế đây để mình gắn tả ha. Đây trên phần tả này nó có cái chốt định vị đó không các bạn. Đó, xong. Rồi đây là xong cái phần tạ X1 của mình. Đây là phần dây tạ. Thì theo mình được biết á, mình không có cân nhưng mà mình cầm lên mình có cảm giác đó là cái cây tạ này nó sẽ nặng hơn tạ Sirius mình rất là nhiều ha. Tại vì khi nó nặng hơn á thì nó tạo cho mình cái lực quăng của cái dên nó mạnh hơn, mà lực quăng của cái dên nó càng mạnh á, thì cái lực máy nó càng cao ở cái lực máy càng mạnh hơn ha. Cây dên nó có mã 5TN nè, cái tay dên đó. Thôi cái dên đang tình trạng hoạt động bình thường ha, thì mình mua về mình chỉ cần cạo cái bạc đạn này ra thôi, mình đóng bạc đạn mới thì mình lắp vào mình chạy thôi. Dên X1 các bạn, dên X1, tạ X1 về nhông tạ X1 ha. Đó, đây là mình đã cho các bạn biết được cái dên X1 nó như thế nào đó. Thì một số bạn chưa biết thì tham khảo thêm ha. Rồi mình xin lỗi, cái phần bánh găng này là bánh găng của cái tạ nè. Bánh găng nó mới có ba cái chỗ để mình để cái chốt mình gì vô. Cái phần hồi nãy mình nói lộn mà. Đây, đây mới là cái nhông chuyển động của cái tạ nè. Rồi giờ mình sẽ bỏ cái phần tạ qua bên, mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về cái bộ số X1 luôn. Rồi thì đây là bộ số X1 ha. Thì do mình bảo quản thì mình phải bỏ trong cái môi trường có nhớt nhiều á, đặng nó hạn chế cái sự mà bị rỉ sét á, thì nó hơi dơ xíu. Đây là bộ số nó, thì nó sẽ có 3 cái phần trục chính. Đây, cái phần này là nó sẽ bắt với cái bộ nồi của mình nè các bạn, bắt với cái bộ nồi của mình bên kia lốc máy á. Trục này á, thì nó vẫn giống như cái trục zin của Sirius mình ha. Kể cả cái bộ số này nó vẫn giống với Sirius mình luôn. Đây, đây là cốt bắt vô cái chỗ cái nhông sao nè các bạn. Thì nó khác cái chỗ nào? Nó khác cái chỗ cái con heo số này các bạn. Thì con heo số của Sirius zin mình á, nó sẽ chạy hết một vòng. Tại vì bộ số nó là số vòng, nó sẽ chạy từ trên này nè, chạy vòng vòng xuống dưới này rồi xong nó thông lên trên. Là tức là khi xe mình chạy về số 4, số 5 á, mình xin lỗi, khi xe mình chạy về tới số 4 á thì mình phải trở về no được ha. Còn cái con heo số của X1 này á thì nó sẽ chặn mình lại. Đây, khi các bạn ở vị trí đây là các bạn đang ở số 1 nè, thì các bạn chỉ có thể về được N hoặc là về được 2 à, rồi qua được 3, qua được 4, rồi 4 nó kẹt lại rồi, nó không cho mình về lên nữa. Thì nó hạn chế được á, hạn chế là nó không cho mình từ số 4 trở về no, và cũng như từ số 1 qua số 4 được. Nó khác với con heo của Sirius mình zin ha. Rồi ngoài ra cái đường chạy của cái cần lờ của số nó cũng khác nữa. Thì đặng nó cho mình có thể là về số nhanh nè. Khi mình số 1 á, thì số 2 nè, mình có thể móc nhẹ rằng mình về, mình có thể đạp tới nhẹ rằng mình về số no nè. Rồi số 1 mình thấy móc lại rằng mình móc nhẹ rằng mình về số 2 nè. Tức là cái khoảng này nó sẽ no nè. Đó. Số 1 đây, nó chạy lên này móc nhẹ thì nó sẽ về no, móc mạnh thì nó qua số 2. Còn ngược lại thì cái số 2 đạp nhẹ tới thì nó có thể về được số 1, số no nhanh ha. Rồi. Thì tất cả mọi thứ đây là mình hoạt động bình thường ha các bạn. Thì mua về thì mình bao xài các bạn luôn, không hư hỏng gì hết á. Tại vì đồ mình đang sử dụng mà, chất lượng thì anh em cứ yên tâm đi. Thì mình sẽ bán full bộ này cho các bạn. Full bộ này là gồm có bộ số nè, dên, tạ. Rồi mình sẽ tặng anh em thêm một cái bộ nồi sau nữa. Thì như các bạn đã thấy nè, thì xe mình chạy một thời gian á, thì côn tay thì nó sẽ gơ cái nồi này nè ha. Thì khi đó thì để đảm bảo cho các bạn có thể về zin một cách an toàn, nói chung sau này chơi chán có thể bán lại được dễ dàng á, gắn logo zin cho máy nó im á, thì mình tặng anh em thêm cái nồi sau này luôn. Thì anh em chỉ cần thay đồ của mình vô thôi, hai bộ này vô nè, rồi khi nào mình chơi chán thì mình mở ra mình gắn logo zin lại như xe mình vậy đó, không ảnh hưởng gì tới máy hết á. Rồi ngoài ra còn có lốc nồi, thì cái lốc nồi mình không có gì để mình giới thiệu hết, thì anh em cũng đã biết rồi. Thì anh em có nhu cầu mua hàng á, thì cứ liên hệ bên mình thông qua số điện thoại 0901 000 242 hoặc là inbox trực tiếp của Facebook mình ha. Rồi mình sẽ báo giá cho anh em ha, chứ trên này mình không có báo giá được. Tại vì hàng này anh em những cái người mà có nhu cầu mua cái sản phẩm này á, thì cũng biết là cái giá nó như thế nào à. Thì mình sẽ để một cái giá hợp lý nhất cho anh em thôi, chứ mình không có để quá cao đâu. Rồi anh em, cảm ơn anh em đã xem hết cái vlog này, thấy hay đừng quên nhấn like, share và bấm đăng ký ủng hộ mình ha. Rồi mình xin cảm ơn.